Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ liên quan vụ tập đoàn Thuận An Phúc Sơn. Trong các ngày 10 và 11 tháng 9 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 47 dưới sự chủ trì của chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung. Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang và Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban thường vụ tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2020-2025, Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc. Các cơ quan này còn thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong tổ chức thực hiện dự án cao tốc Tuyên Quang Hà Giang, gói thầu số 04 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An thực hiện. Một số cán bộ đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm nêu trên, theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn, tiền, tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải thi hành kỷ luật. Trách nhiệm cá nhân đối với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về các cá nhân: ông Đặng Quốc Khánh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Lương Văn Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Lê Minh Đức, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; ông Lê Tiến Dũng, Phó Bí thư Chi bộ, quyền Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Giang và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Lê Tiến Dũng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và các ông Nguyễn Văn Sơn, Lương Văn Đoàn. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật khiển trách Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải, Đảng ủy Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và ông Lê Minh Đức. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2020-2025 và ông Đặng Quốc Khánh. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra. Xem xét thi hành kỷ luật Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi hai nhiệm kỳ. Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho hay, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong tổ chức thực hiện một số dự án gói thầu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện. Nhiều cán bộ đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn, tiền, tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải thi hành kỷ luật.
Trách nhiệm cá nhân đối với các vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về các ông Lê Viết Chữ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Đặng Văn Minh và Cao Khoa, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã khai trừ ra khỏi Đảng. Ông Trần Ngọc Căng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Xét nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2011-2016, Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2010-2015 và ông Trần Ngọc Căng. Kỷ luật khiển trách Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, Đảng ủy Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2015-2020. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra. Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ tiếp tục kiểm tra, xem xét, xử lý các tổ chức đảng và cá nhân có liên quan. Cũng tại kỳ họp, xem xét kết quả giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre và các đảng viên được giám sát tiếp tục phát huy ưu điểm, kiểm điểm nghiêm túc, khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, công tác cán bộ, trong quản lý sử dụng đất đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước và kê khai tài sản, thu nhập. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bến Tre kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thảo luận cho ý kiến về dự thảo quy định về cơ chế phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, xem xét kết luận một số nội dung quan trọng khác. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật, đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ của 4 tỉnh thành. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật và đề nghị kỷ luật nhiều tổ chức đảng và cán bộ, nguyên cán bộ của các địa phương là Bắc Giang, Lai Châu, Thành phố Hồ Chí Minh và Hòa Bình. Trong các ngày 28 và 29 tháng 8, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 46 dưới sự chủ trì của chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú. Cảnh báo Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Đảng đoàn, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong một số dự án đầu tư do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An thực hiện trên địa bàn tỉnh. Nhiều cán bộ đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm luật phòng chống tham nhũng, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm nêu trên, theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại lớn tiền, tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải thi hành kỷ luật. Trách nhiệm cá nhân đối với các vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về ông Dương Văn Thái, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã khai trừ ra khỏi đảng. Ngoài ra, trách nhiệm còn thuộc về các cá nhân Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lê Ô Bích, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lại Thanh Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trịnh Hữu Thắng, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bùi Thế Sơn, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Trần Xuân Đông, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, nguyên Bí thư Chi bộ,
nguyên giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh; Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Dũng, nguyên giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh; Nguyễn Kim Phương, nguyên trưởng Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021-2026 và các cá nhân Lê Ánh Dương, Lê Thị Thu Hồng, Lê Ô Bích, Hoàng Văn Thanh. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật khiển trách Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021-2026 và các cá nhân Lại Thanh Sơn, Trịnh Hữu Thắng, Bùi Thế Sơn, Trần Xuân Đông, Nguyễn Kim Phương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra, thi hành kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lai Châu bị kỷ luật cảnh cáo. Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Thành ủy Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Thường vụ Thành ủy Lai Châu đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Ủy ban Nhân dân thành phố và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý, sử dụng đất, thực hiện các dự án phát triển đô thị trên địa bàn trong thời gian dài nhưng chậm phát hiện, xử lý. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thất thoát tiền, tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương đến mức phải thi hành kỷ luật. Trách nhiệm cá nhân đối với các vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về các cá nhân Vương Văn Thắng, nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; Lương Chiến Công, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Nguyễn Xuân Tú, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Phạm Minh Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Bùi Hữu Cam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Lê Bá Anh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo Ban Thường vụ Thành ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2015-2020 và các cá nhân Vương Văn Thắng, Lương Chiến Công, Nguyễn Xuân Tú, Phạm Minh Tuấn, Bùi Hữu Cam, Lê Bá Anh. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra và thi hành kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm tại các đảng bộ tỉnh Hòa Bình và thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy các cán bộ gồm Ngô Ngọc Đức, nguyên Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Nguyễn Thị Hồng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Những cán bộ này còn vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật các cán bộ Ngô Ngọc Đức, Nguyễn Thị Hồng, Lê Duy Minh. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung quan trọng khác. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!